Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học là tiết số 6. Vớt ra ba con, còn lại là mấy con cá? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 con. Chính ta trừ cho ba con, cái đây cái dấu mũi tay nè, chúng ta vớt ra. Rất là ba con, như vậy còn là 1 2 3 4 5 6 con trong hồ. Chúng ta qua bài tiếp theo. Rồi cái này cũng vớt ra 1 2 3 4 5 6, 6 con. Ta vớt ra hai con, như vậy trong hồ còn 1 2 3 4 con. Vớt ra cái mũi tay này đi ra. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. 8 ra trừ cho 2. Cái bài này chúng ta sẽ làm hai bước. Bước thứ nhất là 8 ra trừ cho 2 là bằng là 6. 6 ra trừ cho 3 là vậy còn lại là 3. 7 ra trừ cho 4 là bằng 3. 3 ra trừ cho 1 là bằng 2. 10 ra trừ cho 5 là bằng là 5. 5 ra trừ cho 2 là bằng là 3. 3 cộng 6 là bằng 9. 9 ra trừ cho 4 là bằng là 5. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Trò chơi câu cá. Xúc xắc A 6 mặt ghi các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là có con xúc xắc này. Mà cái con xúc xắc này thì nó khác với cái con quy ước ở trong này. Cái con xúc xắc thực tế ở ngoài thì chúng ta sẽ có là có 6 mặt. Mỗi mặt là mặt này là 1 chấm. Thì cái mặt bên này nó sẽ là 2 chấm này. Rồi 2 chấm này. Rồi mặt thứ 3 là nó là 3 chấm này. Mặt thứ 4 nó là 4 chấm này. Mặt thứ 5 nó là 5 chấm này. Mặt thứ 6 nó là 6 chấm. Còn cái con xúc xắc này á, nó khác. Người ta họ là thiết kế nó khác. Ở nghĩa là cái con xúc xắc A này có là 6 mặt ghi các số là 0. Cái trong mình không có con số 0. Con xúc xắc thật này không có 0. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Xúc xắc B đây thì người ta họ ghi là 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi cách chơi. Em tự chơi, gieo hai con xúc xắc. Gieo là những nghĩa làm như thế này nè. Đó, nó rớt xuống thì nó đang thể hiện là 6 chấm, được không? Ồ, nó bị lăn mà. Cái này khi muốn chơi, chúng ta sẽ bỏ vào cái chén nè, cho nên nó không có lăn ra ngoài. Còn này thầy đĩa thầy gieo như thế này. Đó, như là 5 chấm, được không? Đó, ví dụ như thế này, 1 chấm, được. Chúng ta gieo thì nó sẽ lăn, nó lăn tròn, được không? Nè, 4 chấm. Đó, cái cách gieo như cách chơi như vậy. Tiếp theo, lái số ở mặt tay xúc xắc B. Như vậy chúng ta sẽ lấy con xúc xắc B này, chúng ta gieo nè. Chúng ta gieo, nè. Trừ đi số ở mặt xúc xắc A. Ví dụ như thầy sẽ có là hai con xúc xắc này. Thầy có mấy con là đây. Thầy lấy ví dụ như giờ cái con xúc xắc này là đây, thầy gieo nó là 4, được không? Rồi đây là con B nha. Con A nè. Đây là 1, được không? Ta lấy 4 ta trừ 1. 4 ta trừ 1 là bằng 3, được không? Rồi tương tự vậy chứ, chẳng hạn như vậy, thầy gieo con này là 6, được không? Rồi còn con A này thì thầy gieo là chẳng hạn như là đây là 2. 6 ta trừ cho 2 là bằng 4. Đó là cách chơi như vậy. Ta lấy con B ta trừ cho con A. Rồi tiếp theo, bắt con cá ghi số bằng với kết quả nhận được. Rồi chơi kết thúc khi bắt được là 5 con cá. Ví dụ như thầy gieo đây, thầy gieo được là đây là con B là 6, con A là 2, 6 trừ 2 là bằng 4. Bằng 4 chúng ta sẽ đi bắt con cá số 4 này. Được. Rồi ví dụ như thầy gieo được là con số 5, con này là thầy gieo được là con số 1. Thì ta lấy 5 ta trừ 1 là bằng 4, thì chúng ta sẽ bắt là con số 4 thì là đã bắt rồi. Được. Và chẳng hạn như giờ con số 6 mà thầy gieo chẳng hạn như là con số 3. 6 ta trừ 3 là bằng 3, chúng ta sẽ đi bắt con cá số 3. Đây, cá số 3 đây. Rồi chúng ta bắt là 5 con là chúng ta ngừng. Đó là cái trò chơi như vậy. Rồi các em tự chơi ha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.